Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Này, tôi đang đứng ở đây này, địa phận xã Phước Thuận thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ở đây ngay quốc lộ 55 đi vào chỗ khoảng cỡ 50 mét thôi đấy. Quốc lộ 55 đó. Rẽ tay phải là đi về thị trấn Bà Tô, thị trấn Phước Bửu. Thì đây cách ngay thị trấn Phước Bửu chỉ khoảng cây số thôi, chưa đầy cây số, rất là gần, cực kỳ gần. Đi bộ cũng được, đi bộ đi chợ cũng được. Rồi ngay gần bến xe, rất gần bến xe. Thì một cái tôi xin giới thiệu quý vị một cái căn nhà đang có dãy phòng trọ rồi. Đó, có dãy phòng trọ. Cái này thì có diện tích là 1.275 m², trong đó có 100 m đất ở rồi. Có 100 m đất ở. Thì cái này nó có hai mặt tiền, một mặt hẻm bên hông. Đó. Mặt hẻm bên hông đây. Đấy, mặt hẻm đây. Đó. Thì hiện tại là đang có giấy phép, cái này là có giấy phép làm nhà nghỉ rồi. Đây. Có nhà xây luôn rồi. Chào em. Dạ. À, mình có bao nhiêu phòng trọ bên sau nhỉ? Có 11 phòng mà cho thuê được 15 triệu à? Anh cho thuê 15 triệu một tháng. Cái này nó nở hậu, chiều ngang của mặt đường á là được 14 mét. Nở hậu là 34 m quý vị nhé, 34 m. Chỗ này thích hợp làm nghỉ dưỡng các thứ này, xây nhà nghỉ được. Cái này có giấy phép xây dựng nhà nghỉ luôn rồi nhé quý vị nhé, bởi vì ngay thị trấn mà, nên làm nhà nghỉ được. Thì cái này là đang có 12 phòng mà, 12 phòng có một nhà. Chào bác, bác đang bẫy chim à? Không. Đây các sẽ phòng trọ. Đây mình còn có một cái gian nhà như này nữa. Nhà mới luôn. Có hồ bơi luôn. Đâu? Hồ bơi đâu? À, có hồ bơi đây luôn. Đi nhiều xong rồi em về sửa sang lại được. Cái này dành cho những cái gia đình nhỏ. Chào anh. Dạ không. Thằng em với à, đây. Em ở một mình à. Em mới xuống làm cái hồ sơ cho mình. À thế hả? Để ấy thôi, để một phòng của mình thôi. Dạ, anh cứ đi hết rồi. Đây à? Đây là cái bếp. Còn ở trong đấy nó phòng ngủ. À, có một phòng ngủ nhỏ thôi hả? Có phòng ngủ nhỏ. Dạ, thế là xây đến đất mình là đến đây luôn hả? Dạ. Hay bên đằng sau còn nữa không? Anh còn đi ra đằng sau này nè. Đây có một phòng ngủ đằng sau này. Dạ. Anh đi đây ra có gác. Đường này quay. Dạ, có gác. Có cái đấy đằng sau này. Không, anh đi ở cái đường này mà. À, nó không cả. Hai mặt hẻm. Hay cái cây hoa bằng lăng kia là bằng lăng gì? Đẹp không? Bằng lăng núi à? Nhiều nhiều bằng lăng nhờ, có mấy cây bằng lăng luôn. Đây mình đi ra phía sau. Giá ra lúc trước ấy, chủ nhà còn chào là sấp xỉ 7 tỷ đấy, 6 tỷ 8 đấy. Nhưng bây giờ chủ nhà đang cần bán gấp á. Nên hạ giá xuống còn 5 tỷ 9 quý vị nhá. Hạ giá đến cả 1 tỷ luôn đấy. Đó. Hay đất mình đến
Đất mình đến đây hả? Xây hết tường bao đây rồi đấy. Rồi làm cái đường này to ra chứ đường trước nó nhỏ thôi. À, à đây dãy phòng trọ đây. Nối đấy đi vào bên kia. Ừ. Dãy phòng trọ. Hai dãy trọ. Phân đang bán hết rồi. Nhưng mà ở đây là nó bán 3 triệu 6 3 triệu 7 m2. Ừ. Đằng sau này là 3 triệu 6 3 triệu 7 m2. À. Của mình là đến đây. À, hơn 1.200 m2 ngay trung tâm của thị trấn luôn đấy quý vị nhé. Đây mức giá này vô cùng hợp lý, đã có giấy phép xây dựng nhà nghỉ rồi. Còn hiện tại thì đang có phòng trọ. Em ơi, phòng trọ này là có full phòng chưa? À, phòng trọ này do là đợt dịch vừa rồi ấy. Em người ta về quê ấy, cho nên với đợt dịch chắc em không có đón khách hàng thuê nữa. À thế hả? Đang ngưng ấy. À đang ngưng à? Phòng ở đây cái bằng lăng à, cái mấy cây lộc vừng. Hay trồng nhiều lộc vừng ha. Em mới đổ, em mới trồng năm ngoái. Mới trồng năm ngoái, chính tỏ mua nó đã to rồi hả? À. Em đổ đất xong rồi trồng cái đất bên ngoài nó còn khóc lắm, đất còn chưa khóc. Phòng rồi thì phòng là cũng rộng hả? Phòng gác là à đây thử xem một phòng coi. Ừ, có gác có bếp thứ hả? Có gác. Nhà vệ sinh trong này đủ. Bình thường như một cái phòng này là cho thuê bao tiền? À, một người ở 1 triệu. Còn 1 triệu. Hai người trở lên thì 1 triệu 2. À, thế hả? Chính tỏ đây thuê cũng tốt đấy chứ. À, thuê. Đang bị Covid thôi chứ còn nếu không thì cũng tốt hả? Ừ. Em mới... Đây, thẳng đây. Đây, cái đất của mình đến kia. Đợt dịch chắc. Tức là... hồi trước là em ký hợp đồng ở đây. Như vậy là... 1, 2, 3, 4, 5 11 phòng đây và cộng thêm một cái nhà mới xây kia nữa. Đấy, bằng đi là 12. Nhà đây có cái cây bằng lăng kia rất là đẹp quý vị nhé. Thì đấy, sơ bộ cho quý vị một cái lô đất diện tích là như vậy đấy. Và hiện tại đã có nhà rồi, đấy, phòng trọ rồi và đặc biệt là đã xin được giấy phép xây dựng nhà nghỉ rồi. Em ơi, cái giấy phép xây dựng nhà nghỉ á, là xây bao nhiêu lầu, bao nhiêu phòng? Ở đây xin giấy phép kinh doanh chứ không biết là đã có thiết kế chưa. Kinh doanh nhưng mà khi nào mình xây thì mới gọi là giấy phép xây dựng. À, tức là giấy phép kinh doanh nhà nghỉ thôi. Chứ không phải giấy phép xây dựng đúng không? Rồi đây là cái dãy phòng dãy phía sau. Ừ. Tại vì hồi okay. Đấy là ở đây nó có giấy phép nhà nghỉ sẵn rồi em thì sang lại. À. Tức là hồi xưa là cái rồi. Vậy xin chào quý vị nhé, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Lô đất là ngay gần với quốc lộ 55. Ừ. Chỗ này mảnh đất này thì quá rộng rồi, làm thoải mái. Ừ. Cách quốc lộ 55 chỉ khoảng gỡ 100 m thôi, à, chưa đầy là 100 m chứ, khoảng 50 m. Đấy, rất là gần. Rồi xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.